được đông đảo khán giả và đồng nghiệp quan tâm, bày tỏ xót xa trước vụ việc bị lừa bảo hiểm. Thế nhưng Ngọc Lan mới đây đã có động thái gây ngỡ ngàng, tưởng chừng sẽ giúp khép lại lùm xùm, tuy nhiên vụ việc hiện càng gây tranh cãi hơn. Ngày 20 tháng 4, Ngọc Lan và phía bảo hiểm MVI Life tổ chức cuộc gặp gỡ truyền thông. Tại đây, hai bên cùng lên tiếng để giải đáp khúc mắc liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và buổi livestream của Ngọc Lan vào ngày 7 tháng 4. Theo Ngọc Lan, sau khi trao đổi và giải quyết những băn khoăn, cô tiếp tục duy trì bảo hiểm tại phía bảo hiểm này với gói cao cấp nhất, đồng thời loại trừ các khoản không đúng với mục đích ban đầu. Tại buổi gặp gỡ, Ngọc Lan và CEO bảo hiểm trao nhau cái ôm thắm thiết, phía nữ diễn viên cũng hy vọng sẽ khép lại toàn bộ câu chuyện lùm xùm vừa qua. Tuy nhiên, vừa ôm nhau thắm thiết thì trong buổi tối cùng ngày 20 tháng 4, Ngọc Lan lại bất ngờ đấu tố qua lại với phía bảo hiểm. Cụ thể, trên trang cá nhân được cho là của một giám đốc cấp cao của MVI Life đã đăng tải bài viết, trong đó cho biết diễn viên Ngọc Lan đã lên tiếng xin lỗi. Bên dưới bình luận, Ngọc Lan bức xúc viết: "Anh đang vu khống khi nói em xin lỗi công ty bảo hiểm, nhiều đó đủ để lập vi bằng rồi." Đáp lại vị giám đốc này thách thức: "Ôi hay quá, em giỏi quá, anh rất vui lòng đón tiếp luật em 24/24 em nha." Bên dưới bài viết trên trang cá nhân của mình, diễn viên Ngọc Lan tiếp tục nhắc đến vị giám đốc này, cô nói: "Hắn đã xóa bài cũng như block mình, nhưng luật sư mình cũng vẫn tiếp tục làm việc." Ngoài ra, Ngọc Lan cũng tiết lộ trong khoảng thời gian qua, không chỉ Ngọc Lan mà gia đình cô cũng bị một số cá nhân tấn công. Nữ diễn viên chia sẻ, có nhiều trang mạng cắt ghép đoạn livestream và dẫn tiêu đề không đúng, gây ra hiểu nhầm rất nhiều trong ngành của các bạn làm nghề bảo hiểm. Lan nhận nhiều lời lẽ chỉ trích và thậm chí là làm nhục, tấn công vào tất cả các bài viết trên mạng xã hội của Lan. Một điều tệ hơn là họ tấn công vào cả người thân của mình, mẹ của Lan nhận cả lời đe dọa và khi nhìn thông báo thì đó là các bạn trong ngành bán bảo hiểm, đó là những tâm lý của các bạn, mình không trách vì đó là cảm xúc ngay thời điểm mà công việc của các bạn bị ảnh hưởng. Vấn đề là các bạn không xem hết livestream và có suy nghĩ theo những trích đoạn không đúng gây nên cảm xúc tiêu cực. Lan không trách nhưng buồn vì gia đình mình bị ảnh hưởng. Sau khi Bộ Tài chính ra công văn rà soát lại tư vấn viên bảo hiểm thì có lẽ cơn tức giận của các bạn đã hạ xuống rồi. Có một số bạn quay lại xin lỗi Lan khá nhiều. Bên cạnh đó, Ngọc Lan cũng lên tiếng về việc cô mua hợp đồng bảo hiểm mới rồi quay lại bóc phốt chỗ cũ. Theo đó, nữ diễn viên cho biết trong hợp đồng bảo hiểm nói trong livestream không có gói hỗ trợ mỗi khi cô hay con trai vào viện điều trị thông thường. Sau đó, Ngọc Lan được người thân giới thiệu một bên bán bảo hiểm có hỗ trợ chính sách đó và đã mua thêm với chi phí khá cao. Ngọc Lan khẳng định không có chuyện bóc phốt như mọi người đồn thổi. Về lý do sau lùm xùm vẫn tiếp tục hợp đồng, Ngọc Lan chia sẻ, nếu như mọi người theo dõi sát sao thì trong livestream, Lan chưa bao giờ nói bảo hiểm là xấu. Sau livestream thì có một số trang cắt ghép những đoạn clip của Lan ra và dẫn với tiêu đề không chính xác. Ngay sau đó, Lan liền đăng status để giải thích thêm về cái livestream đó của mình. Trong status đó, Lan khẳng định mình không có nhu cầu và mục đích sẽ kết thúc hợp đồng hoặc yêu cầu phía bảo hiểm giải quyết cho rút hợp đồng lại. Bởi vì Lan hiểu mục đích mua bảo hiểm là gì, đó là để cho con có tương lai trong những vấn đề rủi ro của Lan. Lan cũng hiểu hợp đồng mình đã đặt bút ký thì chắc chắn một điều, nếu mình ngưng hợp đồng thì sẽ không nhận lại toàn bộ số tiền mà đã đóng. Số tiền đã đóng với Lan là rất lớn, lên đến 2,1 tỷ. Cho nên đó là lý do mình không có nhu cầu ngưng hợp đồng rồi rút tiền lại. Câu chuyện Lan vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm này là điều đương nhiên, nằm trong luật của hợp đồng. Đồng thời, Lan cũng ý thức hơn việc cần loại trừ những khoản nào không đúng với mục đích ban đầu của mình. Lan đã nhờ bên bảo hiểm soạn lại hợp đồng mới và đã loại trừ những khoản phí đó. Trước đó, hôm 7 tháng 4, diễn viên Ngọc Lan gây chú ý khi bật khóc trên livestream chia sẻ về việc bị lừa hợp đồng bảo hiểm của mình. Câu chuyện của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Thời điểm đó, Ngọc Lan cho biết cô đã mua gói bảo hiểm cho mình và con trai là 700 triệu đồng một năm. Nữ diễn viên được nhân viên tư vấn rằng sau 10 năm, cô lấy về tiền gốc lãi khoảng 10 tỷ đồng. Sau 3 năm, số tiền nữ diễn viên đã đóng là 2,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cô không hề biết bảo hiểm này đã được bán lại cho một đơn vị khác. Khi trao đổi lại với đơn vị này, cô phát hiện số tiền mình có thể rút ra sau 10 năm không giống như trao đổi ban đầu. Đến ngày 10 tháng 4, Bộ Tài chính cho biết đã yêu cầu bảo hiểm nhân thọ MVI Life rà soát thông tin hợp đồng bảo hiểm giao kết với diễn viên Ngọc Lan, quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm, việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.